Lời chào các bạn, mình là Long Minh. Hôm nay mình sẽ làm vì có rất nhiều bạn hỏi mình thụ phấn như thế nào đối với cây xương rồng. Thì hôm nay dù trời đang mùa mưa, gần tới đó, mai mốt là Noel rồi, nhưng mà hiện tại có một cây thần long ra hoa. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thụ phấn đơn giản. Để thụ phấn thì các bạn đơn giản thì bạn mua ra ngoài nhà sách, mua cái cọ này đơn giản. Không thôi thì các bạn tới nơi mà bán nhà sách mà cho học sinh á, thì có cái cọ này. Hoặc là các bạn vào bằng trang điểm của vợ á, kiếm cái cọ loại nhỏ của vợ á, hay là của con học á, có cái củ cỏ nè, các bạn thụ phấn thôi. Vì để đây là cây thằng long, cái thằng long hoa này là hoa tua, cái thằng long thì dễ thụ đó các bạn. Đối với các loại mà như ghim xương rồng thì các loại như ghim và lô bi thì khả năng thụ rất dễ. Thì có nhiều cách là thụ chéo hay là thụ chính nó, nhưng hiện nay thì trong ngày hôm nay thì có một cây thằng long thôi. Thì mình với kinh nghiệm của mình thì mình thấy là thằng long thụ chính nó cũng đạo trái, mà không đạo trái thì cũng thì tùy có loại khó thì khó đạo trái, nhưng mà đơn giản là mình hướng dẫn cách để thụ thôi. Thì các bạn nên thụ, các bạn nên để cho hoa nữa, phun hoa và phấn nhiều và có cái bút cọ. Thì các bạn xem phấn nhiều cây như hôm nay á, cây này phấn nhiều, các bạn dùng cọ mình nhỏ nha, các bạn dùng cọ hoặc quanh phần phấn để cho phấn nó dính lên đào cọ đó. Và dùng cái phấn dính cọ đó đẩy vào, bỏ vào cái quạt vào thanh nhị, để cho thanh nhị phấn nó dính vô thanh nhị và sẽ đạo trái. Thì hiện nay do ngày hôm nay á thì không có cây khác nên mình thụ chính nó thôi, để các bạn biết cách thụ thôi. Chứ còn nếu được thì nên thụ chéo, thì khả năng thụ chéo với khả năng đạo cao và với mục đích là lai ra những loại khác nhau, tạo những cái form khác nhau, màu hoa khác nhau, mục đích là như thế. Thì đơn giản đó các bạn, chỉ cần thụ thì đó, đây là thụ xương rồng thôi. Thụ xương rồng nhiều bạn kêu là thụ khó, hôm nào mình xóa nhiều loại cái mình sẽ hướng dẫn các bạn thụ đơn giản thôi các bạn, đừng có nghĩ khó khăn gì hết, nói là đơn giản lắm, bình thường mà các bạn. Đây mình thụ bình thường các bạn ha, đơn giản. Và như thế này thì mình nghĩ là cỡ trong vòng 2 ngày mà khi cái trái này á nó còn cứng không rời, các bạn cứng và hoa tốt lại rồi, rời cứng nhưng mà rời vào cái trái không rớt là đã đạo. Còn khi mà các bạn thụ mà trong 2 ngày các bạn rời vô trái tưởng rớt xuống là trái nó không đạo, đa số theo kinh nghiệm của mình như thế. Đây là cây thằng long, hoa mình đang nghĩ là hoa tua mà không biết không phải hoa tua hay không. Đây là vườn xương rồng của mình. Hôm nào các bạn có thời gian thì ghé qua vườn xương rồng mình xem xương rồng nhà mình. Đây là vườn xương rồng nhà mình, các bạn có thể có sân thượng, có nơi có nắng nhiều thì trồng xương rồng. Các bạn xem video thì nếu thấy hay thì cho mình một dùng tay nhắn vô một cái like, cho mình cái like và nhắn đăng ký. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.
Đây qua tới ngang bên mình thấy. Ngang bên kia gì nè. Bởi nó kêu mẹ chắc qua tới lần luôn tôn giải nó luôn. Mà tôi có sợ cái tôn giải nó dễ. Ba gì nữa mà hả ông bạn ai má ông bạn mà suy tư nồng luôn á lòng nó ra phải không mà lọc lên mà sợ ba là kéo lớp bê ông bươi lộ mão á để tranh à. Lấy ba là ông không có mua đừng mua bay không bay mà mua lộ mão á kéo lớp ở đây nó chỉ chảy ra nó nằm tay nữa là nó chỉ rất mấy cái đường mát quá à. Chứ nó không có nó em kêu để cây ngang không để cây ngang à trời ơi nó để cây ngang cây dịp la mãng mà chứ đâu phải cây ái đâu mà cây mãng chứ phải cây lập la chừng đi được trăm cây không phải mấy cây đu đợt mua được mô mà không biết bay qua trước nó sẽ bị ông bán rồi lại chứ cầm nó cai thì thu vong đúng không
Qua biết qua chưa? Qua cái chữ đi nè. Tại sao nhớ cái tay nữa chứ. Ông nội nhớ cho hết. Tướng này, mà cái mình.